Tin sáng ngày 29 tháng 5 với những chuyển động ở khu vực châu Âu. Không chỉ Điện Kremlin, một số quốc gia thành viên NATO chỉ trích phát ngôn của Tổng thư ký Jens Stoltenberg. Trong khi đó, ở khu vực Trung Đông, bất chấp sự phản đối từ công luận quốc tế, Israel đẩy mạnh tiến đánh Rafah. Trên lĩnh vực công nghệ, châu Á chơi lớn, quyết tâm trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới. Với thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước thông báo ngừng đấu thầu vàng miếng, triển khai biện pháp thay thế bình ổn thị trường. Đáng chú ý, bùng nổ dịch vụ kinh doanh thay thế loại hình karaoke truyền thống. Chuyên mục Chuyện tốt hôm nay, tấm lòng người mẹ đơn thân chăm sóc hàng trăm con trẻ. Thùy Dương kính chào quý vị, mến chúc quý vị khán giả một buổi sáng thật nhiều năng lượng và mở đầu như thường lệ là phần tin thế giới. Mới đây, Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini gọi phát ngôn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là nguy hiểm vì đề xuất cho phép Kiev tấn công các mục tiêu ở Nga bằng vũ khí phương Tây. Ông Salvini cảnh báo động thái như vậy có thể kích động thế chiến thứ ba. Được biết, nhân vật đứng đầu tổ chức NATO đã kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Sofia của Bulgaria, ông Salvini nói động thái trên quá liều lĩnh và nguy hiểm, có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Người đứng đầu chính phủ Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni cũng bác bỏ lời kêu gọi của ông Stoltenberg về việc thay đổi chính sách. Thủ tướng Ý khuyên tất cả hãy thận trọng. Cũng trong bài phát biểu ở thủ đô Sofia, ông Salvini nhấn mạnh, phát biểu của người đứng đầu NATO không đại diện cho nước Ý và người dân Ý. NATO không thể buộc chúng tôi tấn công người Nga hoặc gửi lính Ý để hy sinh một cách vô nghĩa tại Ukraine. Rome chỉ gửi vũ khí để Kiev tự vệ, không phải để Kiev tấn công bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, tại Trung Đông, một số nhân chứng ở dải Gaza cho biết xe tăng của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tới trung tâm thành phố Rafah vào ngày 28 tháng 5, 3 tuần sau khi chỉ dừng lại ở rìa của khu đô thị. Các nhân chứng chia sẻ, xe tăng Israel đã đến gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, một địa danh ở trung tâm Rafah. Không có bình luận từ IDF về lời kể của nhân chứng, trong khi quân đội Israel nói rằng họ luôn minh bạch trong các hoạt động. Tấn công vào Rafah là việc họ buộc phải làm để loại bỏ Hamas và tiến tới chiến thắng cuối cùng. Hiện tại, Rafah được xem là thành phố cuối cùng mà bộ chỉ huy Hamas và các lực lượng tinh nhuệ của nhóm vũ trang này ẩn náu. Hơn 100 con tin Israel cũng đang bị giam giữ ở đây. Đến lúc này, cộng đồng quốc tế ngày càng tỏ ra lo ngại về khả năng Israel đổ bộ vào Rafah. Nếu chiến sự bùng phát với quy mô rộng, không loại trừ khả năng thương vong cho dân thường sẽ rất cao. Chuyển sang khu vực châu Á, thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Campuchia vừa thông báo hoạt động thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới đang được quốc gia này đẩy mạnh với một số ứng dụng như nền tảng Beacon. Động thái này vừa có thể thúc đẩy số hóa nền kinh tế, vừa có thể giúp Campuchia quốc tế hóa đồng nội tệ. Hiện nay, hơn 80% giao dịch trong nền kinh tế Campuchia hoạt động bằng đồng đô la, một phần của hệ thống tiền tệ kép. Bà Chi Sari, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Campuchia nói với Nikkei Asia rằng thanh toán kỹ thuật số làm tăng tỷ lệ dùng đồng Rio trong giao thương. Năm 2023, tổng giao dịch thông qua nền tảng Beacon đạt 70 tỷ đô la Mỹ, gần gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội của xứ Chùa Tháp. Được biết, Beacon được đặt tên theo một ngôi đền trong khu di tích lịch sử Angkor Wat. Giao dịch qua Beacon được thực hiện bằng đồng Rio và đô la Mỹ. Trong tổng số 70 tỷ đô la Mỹ năm 2023, có 20 tỷ đô la Mỹ bằng đồng Rio, gấp đôi năm 2022. Hiện nay, Beacon có thể được sử dụng để thanh toán giữa Campuchia, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Beacon cũng kết nối với UnionPay của Trung Quốc. Theo bà Shiki, Beacon giúp các thương dân mở tài khoản và thanh toán bằng đồng Rio. Đây là yếu tố mang tính tùy chọn. Vào tháng 6, Ngân hàng Trung ương Campuchia có kế hoạch kết nối Beacon với Ấn Độ, sau đó kết nối Beacon với Nhật Bản. Bà Shigi cảm thấy tự hào bởi dân số Campuchia chỉ khoảng 17 triệu, nhưng nước này có tới 10 triệu tài khoản trên Beacon. Đối với Campuchia, tăng cường sử dụng đồng nội tệ nghĩa là dần độc lập về tài chính. Trong đó, Beacon giúp người dân giảm phụ thuộc vào đô la Mỹ. Trong khi đó, sự tăng giá của đô la Mỹ so với đồng Rio gần đây đã gây ra nhiều vấn đề như khoản nợ bằng đô la phin to dẫn đến chi trả chậm. Để khắc phục hiện trạng này, Ngân hàng Trung ương Campuchia đã khuyến khích cho vay bằng đồng nội tệ. Cũng liên quan đến hoạt động thanh toán xuyên biên giới, gần đây Hồng Kông cho phép người dân mở ví kỹ thuật số bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc. Đây được xem là một bước tiến nhằm quốc tế hóa đồng tiền này. Cũng liên quan đến khu vực châu Á,
Thủ tướng Anwar Ibrahim ngày 28 tháng 5 nói rằng Malaysia có kế hoạch đào tạo 60.000 kỹ sư chuyên về chất bán dẫn để tiến tới trở thành trung tâm chip và chất bán dẫn toàn cầu. Theo trang tin Nikkei Asia, Malaysia đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn khi nhiều công ty toàn cầu muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng và quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Theo chiến lược về chất bán dẫn được công bố vào ngày 28 tháng 5, chính phủ Malaysia sẽ phân bổ 5,33 tỷ đô la Mỹ trong 5 đến 10 năm tới để bồi dưỡng nhân tài và phát triển các công ty địa phương. Mục tiêu là tạo ra 60.000 kỹ sư chất lượng cao với sự tham gia của các trường đại học và tập đoàn hàng đầu. Thủ tướng Anwar cho biết, tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái được thúc đẩy bởi các công ty năng động đẳng cấp thế giới. Chúng tôi cũng muốn hợp tác với các công ty toàn cầu nhằm thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Malaysia sẽ trở thành điểm trung chuyển cho các hoạt động sản xuất và cung ứng chất bán dẫn. Theo các chuyên gia, việc có thêm nhiều kỹ sư lành nghề là rất quan trọng nếu Malaysia muốn thu hút nhiều dự án tham vọng từ các ông lớn công nghệ. Để thực hiện mục tiêu, Malaysia muốn thu hút 100 tỷ đô la Mỹ thông qua đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Malaysia cũng lên kế hoạch hỗ trợ các kỹ sư địa phương để tạo ra tài sản trí tuệ dưới dạng thiết kế chip. Theo Nikkei Asia, sự chú tâm của Malaysia vào ngành công nghiệp bán dẫn đã bắt đầu từ hơn 5 thập kỷ trước. Hiện tại, nước này cung cấp 13% dịch vụ đóng gói, lắp ráp và thử nghiệm chip trên thế giới. Vào tháng 12 năm 2021, Intel chi hơn 7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy thử nghiệm và đóng gói chip tại Malaysia, dự kiến bắt đầu sản xuất trong năm 2024. Trong năm 2023, tập đoàn Infineon Technology của Đức cũng công bố khoản đầu tư lên tới 5 tỷ euro vào Malaysia trong 5 năm tới để xây dựng cơ sở chế tạo carbon silicon 200mm lớn nhất thế giới. Gần đây, chính phủ Malaysia tung ra chương trình Visa Golden Pass và một số gói ưu đãi khác để thu hút các công ty đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp công nghệ. Malaysia cũng vừa thành lập trung tâm thiết kế chip tích hợp lớn nhất khu vực tại bang Selangor. Thưa quý vị, cũng trên lĩnh vực công nghệ, chính phủ Trung Quốc vừa ra mắt một quỹ hỗ trợ lĩnh vực chất bán dẫn trị giá 47 tỷ đô la Mỹ. Đây là động thái chiến lược nhằm chống lại những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Được biết, trong quỹ do chính phủ Trung Quốc thành lập, Bộ Tài chính là cổ đông lớn nhất với 17% cổ phần. Tiếp đến, một công ty con của Ngân hàng Phát triển Quốc gia sở hữu 10%. Một công ty đầu tư trực thuộc chính quyền thành phố Thượng Hải giữ 9% và các doanh nghiệp nhà nước khác giữ phần còn lại. Ông Trang Xin, cựu quan chức Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, là người đại diện trên pháp luật của quỹ. Mục tiêu trọng tâm của quỹ là hỗ trợ lĩnh vực chất bán dẫn và linh kiện liên quan đến hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Quỹ này cũng dự kiến sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao khả năng sản xuất chip từ công nghệ hiện có. Bên cạnh đó, quỹ còn hỗ trợ cho các công ty bán dẫn lớn của Trung Quốc chuyển đổi từ cung cấp quốc tế sang trong nước về tấm silicon, hóa chất và điện khí công nghiệp. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu chất bộ Trung Hoa và Made in China 2025. Cả hai kế hoạch này đều được khởi động từ năm 2015. Lâu đây, Hoa Kỳ đã áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt để hạn chế dòng thiết bị tiên tiến và công nghệ nhạy cảm chảy sang Trung Quốc, bao gồm cả thiết bị cho những hệ thống AI. Vào ngày 28 tháng 3, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố các quy tắc mới nhằm hạn chế xuất khẩu chip và công cụ sản xuất chip AI sang Trung Quốc. Đây là bản cập nhật mới nhất nhằm vá những lỗ hổng của các luật cấm trước đó. Bộ quy tắc mới dài 166 trang bắt đầu có hiệu lực từ ngày công bố. Bộ Thương mại Mỹ, nơi có trách nhiệm giám sát và kiểm soát xuất khẩu công nghệ, tuyên bố sẽ tiếp tục điều chỉnh những biện pháp hạn chế và cập nhật bộ quy tắc này. Gần như cùng lúc với việc Mỹ công bố bản cập nhật quy tắc xuất khẩu mới tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không thế lực nào có thể ngăn chặn sự phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Lời khẳng định được ông Tập đều khi tiếp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Nhưng đó là thông điệp mà Bắc Kinh muốn gửi đến cả Washington. Hà Lan là nơi đặt trụ sở của ASML, tập đoàn công nghệ lớn nhất châu Âu chuyên cung cấp các thiết bị sản xuất chip. ASML cũng là nơi chuyên giúp cung cấp máy khắc quang học tia cực tím EUV dùng cho các dòng chip tiên tiến. Trước sức ép từ Mỹ và chính phủ Hà Lan, ASML đã buộc phải tính toán lại việc xuất khẩu các thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc, đặc biệt là EUV. Trước mắt, rõ ràng Mỹ đã thành công trong việc ngăn chặn việc xuất khẩu các công nghệ sản xuất chip AI sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn có những công ty Mỹ tìm cách lách luật để làm ăn với Bắc Kinh, trong đó có nhà thiết kế chip AI hàng đầu NVIDIA. Sau khi bị cấm bán chip AI H100, NVIDIA đã bắt đầu vận chuyển các sản phẩm như chip H800 hiệu suất thấp hơn cho Trung Quốc để tránh các quy định.
Pedro Domingos, giáo sư về khoa học máy tính tại Đại học Washington cho rằng có nhiều cách để Trung Quốc có thể tiếp cận chip của Mỹ thông qua các trung gian. Bên cạnh đó, những biện pháp của Mỹ cũng khuyến khích Trung Quốc tìm cách phát triển năng lực riêng và dần thoát khỏi sự phụ thuộc. Tài khoản The Dudu vừa đưa lên một clip thú vị liên quan đến chú chó lông vàng có tên Cody. Cody sống cùng gia đình tại thành phố Toronto của Canada. Buổi sáng, Cody tiễn cô chủ nhỏ đi học, buổi chiều lại ra tầng xe bus đón về. Mỗi khi đi lại, Cody thường hăng hái mang cặp sách giùm cô chủ. Không những vậy, những lúc ba mẹ đi chợ, Cody cũng ra cổng đón và tung tăng sách đồ giùm. Clip vừa đăng lên đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem và hàng chục ngàn lượt tương tác. Mời quý vị cùng xem những hình ảnh đáng yêu về Cody ngay sau đây. Chuyển sang những thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Thưa quý vị, các nông sản như măng cụt, sầu riêng mini, bay và chôm chôm đang được thương lái nhập nhiều từ Thái Lan. Với mức giá rẻ, nguồn cung này đang cạnh tranh trực tiếp với hàng Việt Nam. Theo trang tin VN Express, từ tháng 5, nhiều trái cây nhiệt đới Thái Lan vào vụ thu hoạch. Khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trái cây Thái ngập chợ, được thương lái nhập về bán với giá hấp dẫn, thấp hơn khoảng 30% so với năm trước. Một chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chưa năm nào trái cây Thái rẻ như năm nay. Hiện tại, mỗi kg măng cụt Thái Lan bán rẻ với giá từ 55.000 đến 60.000 đồng một kg. Chôm chôm Thái có giá từ 45.000 đến 60.000 đồng một kg. Theo chủ một vựa trái cây ở chợ Bà Chiểu, năm nay nhiều trái cây Thái lấn áp hàng Việt, cạnh tranh cả về chất lượng và về giá. Ví dụ như sầu riêng mini của Thái, năm nay được bán với giá chỉ 60.000 đồng một kg. Lý giải nguyên nhân hàng Thái giá rẻ, chủ một đầu mối phân phối trái cây Thái Lan ở An Giang cho rằng, từ đầu tháng 5, nhiều trái cây của nước bạn đã rộ vụ. Thông thường trái cây Thái vẫn hay thu hoạch trước hàng Việt từ 1 đến 2 tháng, nên thời điểm này đã có nhiều hàng để nhập. Trong đó măng cụt, bon bon, chôm chôm, nhiều khách ưa chuộng. Ngoài ra, chi phí vận chuyển hàng từ Thái Lan sang Việt Nam cũng giảm 20-30% so với năm ngoái. Một số thương lái vận chuyển hàng bằng đường bộ qua Campuchia nên chi phí thấp hơn. Theo các mối buôn, Việt Nam tăng nhập trái cây Thái do còn nhiều nông sản trong nước giảm sản lượng vì thời tiết bất lợi. Năm nay, sản lượng măng cụt tại thủ phủ lái thiêu của Bình Dương ước tính giảm đến một nửa. Tương tự, sầu riêng khu vực miền Tây tại các vườn giảm từ 20-40% sản lượng do hạn hán, nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, vài năm gần đây, chôm chôm bị giảm diện tích trồng do nông dân liên tục thua lỗ vì giá rẻ. Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu rau quả ở mức 816 triệu đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng với Thái Lan, trong 4 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu rau quả với giá trị 13,3 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị nhập khẩu của nhiều loại trái cây tăng trưởng hai con số. Trong khi đó, trên thị trường kim loại quý, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ dừng đấu thầu bán vàng miếng và triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 6. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới, Việt Nam cần điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước dừng đấu thầu bán vàng miếng và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 6. Trước đó, trong phiên đấu thầu ngày 23 tháng 5, có 11 thành viên trúng thầu 13.400 lượng vàng với mức giá thấp nhất 88,72 triệu đồng, cao nhất 88,73 triệu đồng. Mức giá trúng thầu cao hơn khoảng 900.000 so với giá giao dịch trên thị trường sáng ngày 23 tháng 5. Theo báo Thanh Niên, từ ngày 19 tháng 4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 9 phiên đấu thầu vàng miếng SJC, trong đó 3 phiên phải hủy. Tổng lượng vàng trúng thầu là 48.500 lượng.
Liên quan đến công tác quản lý, ngày 23 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, đối tượng thanh tra bao gồm TP Bank, Exim Bank, công ty SJC, công ty Doji, công ty PNG và công ty Bảo Tín Minh Châu. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện công việc theo luật thanh tra và các quy định có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, nếu cần thiết có thể mở rộng thời kỳ thanh tra theo khung thời gian rộng hơn. Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, chỉ trong 4 tháng đầu năm, ở Nghệ An có gần 900 doanh nghiệp xin phép ngừng hoạt động. Đây là một con số đáng báo động. Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, trong 4 tháng đầu năm 2024, địa phương có 672 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 888 doanh nghiệp, tăng 21,31% so với cùng kỳ. Về chi tiết, số doanh nghiệp giải thể có 75 công ty. Trao đổi với phóng viên trang tin Vietnamnet, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, việc gần 900 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn là một tín hiệu đáng báo động. Vị lãnh đạo này chia sẻ, doanh nghiệp dừng hoạt động thì tổng sản phẩm xã hội giảm xuống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách cũng giảm. Các cơ quan chức năng cần đề xuất giải pháp sớm tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp hoạt động trở lại, tránh những thiệt hại dài hạn. Cũng theo vị lãnh đạo này, nhiều doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn về vốn, đa số dùng tài sản thế chấp để vay ngân hàng nhưng không thể đáo hạn nên không có vốn để hoạt động trở lại. Riêng với hoạt động thương mại và dịch vụ, lĩnh vực này tiếp tục duy trì đã tăng trưởng tốt trong 4 tháng đầu năm. Nhiều chương trình kích cầu và xúc tiến thương mại được triển khai góp phần giúp các nhà sản xuất kết nối tốt hơn với người tiêu dùng. Cộng dồn 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Nghệ An đạt gần 52.000 tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.700 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2023. So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các khoản thu của tỉnh Nghệ An đều cao hơn, đặc biệt một số khoản thu tăng mạnh như thu từ khu vực công thương nghiệp, thu từ sử dụng đất, thu từ những hoạt động xuất nhập khẩu. Liên quan đến hoạt động kinh doanh ở Hà Nội, mô hình kinh doanh karaoke mini đang nở rộ ở thủ đô trong bối cảnh nhiều quán karaoke phải đóng cửa vì không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Theo ghi nhận của báo Lao động, một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết là khách quen của các quán karaoke mini trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bạn sinh viên này cho hay, dịch vụ karaoke box trước đây chủ yếu xuất hiện trong các trung tâm thương mại. Đến nay, dịch vụ này đã phát triển thành các quán karaoke mini xuất hiện tại nhiều quận nội thành Hà Nội. Giá thuê phòng hát dao động từ 60.000 đồng đến 110.000 đồng một giờ, tối đa 3 người sử dụng. Sinh viên này cho biết thêm, đến phòng karaoke mini thoải mái nhất là không bị tiếp thị bia, rượu làm phiền, cũng không bị ép mua các đĩa hoa quả đắt tiền như ở các quán karaoke truyền thống. Bên cạnh đó, một số phòng karaoke mini còn trang bị thêm một số nhạc cụ như lắc tay, tambourine và kèn để tự đệm hát. Theo khảo sát, số đơn vị kinh doanh karaoke mini có xu hướng tăng nhanh trong một năm trở lại đây. Các cơ sở này mở cửa từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, tập trung nhiều ở quận Cầu Giấy, Đống Đa và Ba Đình. Khách hàng của dịch vụ kinh doanh này đa phần là học sinh sinh viên và người đi làm dưới 35 tuổi. Theo ghi nhận tại một quán karaoke mini trên đường Cầu Giấy, tại cơ sở này có khoảng 15 phòng để cho khách sử dụng, mỗi phòng rộng từ 2 đến 3 mét vuông. Các phòng được trang bị đầy đủ thiết bị như một phòng karaoke bình thường, gồm có dàn âm thanh, mic, màn hình cảm ứng kết nối mạng Internet, hai chiếc ghế nhỏ và một chiếc ghế dài cho nhóm đông. Bên cạnh đó, các phòng đều được lắp đặt các thiết bị cách âm và điều hòa nhiệt độ riêng biệt. Ngoài ra còn có hệ thống đèn LED. Tuy vậy, tại mỗi phòng hát của cơ sở này đều không được trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản như bình cứu hỏa và thiết bị báo cháy. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, một cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hà Nội cho biết, dù tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ, nhưng các quán karaoke mini hiện không thuộc diện phải quản lý về phòng cháy chữa cháy. Điều này đang khiến cho các công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Chuyển sang thông tin liên quan đến giáo dục. Thưa quý vị, theo thông tin được nêu trong văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập sẽ được miễn học phí từ đầu năm học tới. Trước đây, nhóm được hỗ trợ là trẻ em khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, mồ côi hoặc ở vùng đặc biệt khó khăn. Với quy định mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các địa phương thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định 81. Cụ thể, tất cả trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập sẽ được miễn học phí, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm nay.
Với các khoản thu ngoài học phí như dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, các nhà trường thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân địa phương. Theo trang tin VN Express, Nghị định 81 cũng quy định trường học phí của tất cả các bậc học giai đoạn 2021 đến năm 2026. Ở mầm non, từ năm 2022-2023, các trường công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên được thu tối đa 50.000 đến 540.000 đồng một học sinh mỗi tháng. Tùy địa bàn, hàng năm mức này có thể tăng nhưng không quá 7,5%. Do ảnh hưởng của COVID-19, chính sách trên vẫn chưa được thực hiện. Năm học vừa qua, các địa phương vẫn áp dụng mức thu từ năm 2021 trở về trước, cao nhất là 200.000 đồng một tháng. Ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Bình, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu, tất cả trẻ mẫu giáo mầm non được miễn học phí. Trẻ em như búp trên cành, nuôi dưỡng trẻ em chính là nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai. Có lẽ cũng vì lý do này mà dù không phải ruột thịt, nhiều tấm lòng nhân ái vẫn giang tay đón nhận để các tâm hồn non trẻ không rơi vào cảnh bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Chương trình Chuyện Tốt hôm nay sẽ đưa quý vị đến một tổ ấm như vậy, lặng lẽ và không phô trương, nhưng nơi đây đã cưu mang hàng trăm trẻ em trong hơn 30 năm qua. Từ khi rời quê nhà Bắc Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, chị Giáp Thị Sông Hương không màng đến hạnh phúc riêng của mình, dành hết thời gian để chăm lo cho những đứa trẻ tìm đến chị như sự sắp đặt của duyên số. Lúc ấy, chị mới 18 tuổi, chưa chồng con gì, công việc bấp bênh lại phải đeo bồng thêm một đứa trẻ xa lạ. Thế vậy, gia đình chị kịch liệt phản đối không cho nhận nuôi, thế nhưng vì thương đứa bé nên chị kiên quyết giữ lại. Từ khi có con nuôi, ngoài công việc đang làm, chị còn múi thêm dưa cà rồi mang ra lề đường bán kiếm thêm thu nhập. Đến năm sau, chị nhận thêm một trẻ ở dãy trọ đang sinh sống. Thật ra đây cũng là một cơ duyên khác. Chị giúp đỡ một nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, thế nhưng khi sinh xong, bạn nữ sinh này biến mất để lại đứa trẻ cho chị nuôi. Sau đó, lâu lâu chị lại nhận được điện thoại báo tin ra cục điện nọ, ra góc đường kia có trẻ bị bỏ rơi. Thế là chị lại ra đem bé về mà không có bất kỳ thông tin nào. 33 năm sau khi nhận nuôi đứa trẻ đầu tiên, mái ấm của chị Hương đã nhận nuôi hàng trăm trẻ em. Ngoài ra, cơ sở còn cưu mang những phụ nữ mang thai gặp khó khăn. Từ khởi điểm giúp việc và nhặt ve chai, chị gom vốn mở nhà hàng quán ăn, rồi có được khách sạn để làm nơi cư trú cho hàng trăm trẻ em và những người gặp khó khăn. Sau hơn 30 năm, những đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành và có thể quay lại giúp đỡ mái ấm. Nhiều lúc, chị Hương vẫn mong muốn có một đứa con do mình sinh ra. Tuy vậy, khi tuổi đã cao, ước muốn này thật khó thực hiện. Giờ đây, ngày ngày chị vẫn phải dốc sức để bù đắp tình thương cho những đứa trẻ mà chị xem như con ruột của mình. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Sáng ngày hôm nay. Thùy Dương cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại với những chương trình phát sóng tiếp theo.